rồi, mặc mấy lần rồi đó mà là nó sẽ bị ít. Còn cái quần mà chị mới mua về cơ. Gọi điện cho chị hỏi chị chưa? Em vừa gọi rồi ạ. Ừ, mới mua về cơ. Ôi dồi ôi, nó mới nhiều. Để này con to đúng như này. À. Đây, cho nó bám vào đây nha. Bám, nhìn là nó bám, nó qua quần tròn xoe vào cái đấy này. Vâng. Tròn xoe vào cái này này. Trời ơi, khốn lắm, cũng khốn lắm, không phải ngu luôn nhá. Kinh quá này. Đấy, nó quần tròn xoe vào rồi. Nó quần tròn xoe tí này. Vâng. Trốn à. Trốn đấy. Tròn xoe đây, đây đã, chín nó đây đấy, nhìn chưa? Vâng. Em thấy không? Đấy, nó lại giãn ra, đấy, ngoe. Vâng. Mình giống con đỉa chứ nhỉ? Vâng. Này mình giống con đỉa này. Vâng. Đầu to, đầu bé này. Đấy, nhìn chưa? Nhìn thấy không? Vâng. Sao được? Vâng. Đúng không? Vâng. Đấy, đúng không? Đấy, đúng không? Đấy, nhìn chưa? Nó ngoe.